Hello, xin chào bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Chào anh ba, chào khách nha. Chào cả nhà nha. Bữa nay lớn cả nhà. Đây thì con cá chê cái thành quả bữa trước tụi em cắm câu cả nhà ơi. Đây dưới mớ cá lóc mà nó chết muốn hết trơn rồi. Mằn khơi khô rồi. Dưới hồi sớm anh em đi làm trong đồng về được mớ cá nữa nè cả nhà ơi. Ngon quá. Bữa nay em cũng trong bệnh dúng mình em không có đi được. Tưởng là không có ăn à. Đây, đây là con cá chê. Cái chê anh em cắm câu bữa trước đi nha. Hết hồn. Hôm nay anh em sẽ làm một hai món. Hôm nay món độc lạ không cả nhà ơi. Đây nè, món dữ không đó. Cái chê thì Út Thanh tính làm gì? Thấy à. Ốp cho tới. Thôi ốp nước mình làm nước ốp đi, chiên khỏi sẽ tới. Làm gì? Nướng. Nướng phải không? Còn cá lóc thì chui chấm ốp. Dạ, cá lóc rồi nướng vô trong chấm ốp luôn cả nhà ơi. Còn cá chu phi thì chiên tư. Đây, mở ốp đây. Mở ốp cho nào cho nó khứ già. Mang cá lóc Út Thanh hồi Út Thanh nhụi vô trong đó nướng. Cái chu phi nướng làm gì nữa, cái phi không chia cho anh em ăn đây. Chiên tư thì sao? Thì, mấy con cá này không đủ quá. Không đủ phê á. Ai biết muốn làm gì làm. Chiên tư về con đi. Hết hồn cá chê 1 gan. 2 gan. 2 gan rưỡi cả nhà ơi. Cái chơi 2 gan rưỡi, cái chơi này tầm cỡ ký mấy hả? Quên cỡ gần 2 kg. Có thể là 2 kg luôn á. U lu à, mở không con cục đó. Mập trắng bông á. Cái chơi này chắc cũng ở trong hầm của người ta da cả nhà. Mưa mấy hôm nè, quá chừng quá xá bà xa lắm. Tính thì tắm mà anh Mười cũng tắm à, Hữu Báo cũng tắm luôn. Chào Hữu nha. Chào cả nhà. Bữa nay cho mớp hồi ăn cho mớp luôn nha. Chưa hết. Thầy mà chia sẻ cho thầy. Cắt đầu thôi, cắt chi hai đầu vậy. Cắt đầu đó nước còn ứ lại trời. Nóc ra, này là mình làm cái con méo. Cái này lại. Chị nó cái mình úp vô mặt nó lại úp sao được mình sao không được cái tâm sọt chỗ đó cái thì làm gì không được à, cái gì chị nó may ra luôn khẩu thực anh Tính ơi vô chào cả nhà cái đi rồi mà anh Tính lấy đầu đốt lửa rồi đi anh Tính. Chào cả nhà, chào cả nhà các ơi, bỏ hộp bớt đi nặng nặng hộp bỏ bớt đi. Chào cả nhà các ơi, chào cả nhà. Cá lóc chua nè. Cá lóc chua chua. Trời hay. Cái chơi bự làm gì nè. Chơi bự thái vào nước luôn. Ủa mình không ốp hả? Cá mình không ốp hả Út Thanh? Cá nào? Cá lóc á. Lấy cái này lại cho nó ngọt. Ê. Ê. Chị chưa? Vô lấy chai cục kìa. Chai cục đó kìa, mấy cá nhỏ lấy chai cục. Cá chơi làm nướng luôn hả vậy? Nướng gì? Chơi mình đâm nước chấm mình ướp mình nướng luôn. Thầy thái ra. Ủa mình cắt khúc ra nướng. Cắt khoanh đó. Ồ khoanh đó. Cắt khoanh nó đừng có cắt, đừng có thái. Thì cắt khoanh chứ. Ừ. Nướng thì bắt có khoang. Có khoang nướng này luôn nè. Ừ. Đốt lửa cho nướng nó mớp chứ. Cái này lấn nữa, được gì nướng than 31 này. Cái này là nướng đó hả? Gom củi đi, đốt đi rồi. Làm vô đó đi, làm sơm sơm này để tối hụt. Mua than nữa hay vậy? Củi kiếm củi ai mà đốt củi, coi không có than nướng cá chê kìa. Củi nhãn á. Củi nhãn có than. Than nướng mà không có ấy, cá chê đó nướng phải nướng than nước. Thế cho mà. Rồi lấy cái tâm. Nước như vậy nó ngọt, biết bao nhiêu ngọt nó cả nhà. Mớp á, cái dạng mớp của anh Hai giống nó sập á. Rồi xài với chị này làm gì nữa. Rồi. Khỏi rồi, không sử dụng rồi. Cũng vậy không đó. Nãy thầy chưa có chế được cái cùn éo. Cá chê đó, khỏi é ra đây rồi bà, cắt cây chuối đi. Cắt cây chuối ấp nướng đúng không? Ừ. Rồi, chơi luôn. Chứ nó ngon hơn cái nước. Ok anh Tính, rồi. Ướp đi, cắt cây chuối, ướp lại, cắt làm hai thanh. Để okay. Gà dày khó nướng rồi, cắt làm hai. Để chung nướng vậy luôn đi. Có để làm hai cá chê thì cắt hai được, cái dày lắm, nướng không vừa đó. Thì hai bẻ. Ừ. Không ai nhắm lỡ luôn, không ai chiên cá luôn. Ê, chỉ cho mày cắt thôi. Cái mấy cái khúc này nè cả nhà ăn hồi cái chín cho mình cắt khúc phanh phanh cho luôn ăn luôn à, như đồng phanh bánh tét vậy đó. Nha, quyết định nha nha. Rồi. Có cái đầu này chút. Đó nè. Nó nhiều lớp nó mau chín. Ủa sao không? Cái gì?
mình nướng tư luôn ha, mình không phải ốp phải không? Vậy được không? Cắt hai. Vậy được rồi đó. Ở dưới mới có một lớp rồi. Không, lớp cũng được rồi hả? Nó cháy cái bẹ chuối đó không là. Đó vậy đó. Vậy là lửa hơi nhiều nha. Chơi đi. Hao củi á. Bị hơi hao củi. Một phanh một à. Bột chín giữa rồi đó rồi. Ở đây thì chào anh Mừ nha. Chào cả nhà. Đây anh Mừ với Hủ thì đang nhúm lửa cái lò cả nhà ơi. Cái đuôi đó không cần ốp như cuốn nhiều đâu nha anh Tính. Lớp một à. Đuôi lớp một. Lớp một mình ấy cho nó. Chị chắc không đến nỗi đứt đâu hả? Dễ chị sao đứt vậy? Đâm nước mắm gừng. Để đã khoa không? Ừ. Lớp không? Ừ vậy được đó. Này để hai cái bẹ chuối lên một cái là đầy cái lò luôn rồi, còn mấy chấm ốp. Để cái bên cho dễ đầy nè không. Cuốn vô. Củi hàng khối ngoài đó đó trời. Ông lấy mấy miếng củi chè vô nhóm lửa dễ lắm. Cái chì này đưa vô văn cắn cọc cọc rồi. Trời ơi dính cá. Chết khầy luôn á. Ừ, chết khầy à. Chứ, hả? Dục cái bẹ chuối lên đây trước khi cháy để dục lên. Khỏi ấy thì khắp vỉ lên. Khỏi khắp vỉ để đại lên bẹ chuối chưa cái cho rồi. Nó cháy sập sập xuống chút luôn. Trời cái bẹ chuối này nó bị đấy. Nằm gì hả? Rồi, để lên đại lên đốt hết. Để bẹ chuối đại lên bẹ chuối vậy em. Đừng khoan để trong lấy củ bánh mới đi. Sao để đại lên đi. Mày đó đâu có gì đâu. Đây cây củi thôi, cây xuống ha, cây khốc, cây củi bự này nè, cho nó bằng lại đây, vậy đây. Ủa cái này mình đâu cần nướng dĩ đâu, mớp là mình vụi vô đó cũng được. Không được. Mớp để trên vậy cho này ấy đi, hồi nó ấy mớp để trên á. Để vô nhiều nó chảy nước tắt luôn. Rồi đó, ai xấu xấu đi đâm mắm nước mắm gừng đi. Ở đây có ốc hành xấu nhất kìa, xấu. Mắm gừng hay mắm me thấy ngon đó Thanh. Biết nước mắm nào cũng được. Cái me ngon nó quá. Ê là bông súng còn không? Là con súng không? Dưới để dưới cầu vô đó. Tước mới con súng ra. Cái này bẹ chuối nó dày mình để lên đây mình đốt luôn cả nhà, đốt cho nó. Nó mới chín nổi. Rau đẹp trai vậy trời. Đi đâu à, quay đây coi. Ê. Bằng kiến đẹp trai bay. Chào cả nhà coi. Tụi nghèo này bằng kiến đẹp trai nha cả nhà. Ai cho hả? À? Em nào tặng cho được cái kiến hả? Con mấy ngàn? 45.000. Bẹ chuối dày cứ chùm lửa phừng lên không nhầm nhọ chứ. Càng lớn càng tốt. Rồi mình lấy than mình nướng mớp luôn cả nhà. Nướng mớp luôn thôi à. Cái gì vậy? Mẹ cá lóc trong hay vậy? Cá lóc đâu, đâu có cá lóc có bọng này, mớp không có cá lóc gì đâu. Sao nhét được anh lại anh coi sao nhét đâu có bích thụ mà. Ủa, sao không ấy ta? Ấy gì? Sao mới nãy mà mình nướng mình không mặn luôn, nướng vậy không mặn luôn. Mặn gì? Cái gì mặn? Nướng mớp ăn mặn vậy, mớp lẽ mặn. Mớp đâu mặn được đâu mặn. Tôi mặn cá, tôi nhớ tôi mặn cá nãy mà. Mà chú Tư nha. Chào bác ơi. Từ chú ngoại sớm cái chạy. Dạ. Bữa nay mình làm mồi bán chú Tư ơi. Cá chê thì anh em cũng đi cắm câu được đêm trước. Rộng rồi đó. Vậy cũng không dám giữa nghe nữa. Hướng luôn chú Tư ơi. Mớp mình nướng luôn. Trọng á, cá trọng á. Biết rồi. Đi. Bố trọng á. Cái gấp mình đâu ta? Gấp đó, hủ đi giữa đó dưới anh. Đây để ông Thành chiên thêm mớ cá vô phi nữa cả nhà. Cá vô phi nhìn như. Em thấy bẹ chuối nó cháy dữ lắm mà anh Tính rồi. Chào bài chưa?
Chết rồi. Chết rồi thì cháy, trời biết chừng nào mà cháy tới trong. Đây không. Tút xuống chưa? Màu lắm. Thằng này đừng chùm lửa hả? Mình để cho mớp vô giữa luôn coi à, Hữu. Hữu, để vô luôn Hữu. Ừ. Để vô giữa luôn. Đây nè. Không để dĩ hả? Ừ, để vô cái hắt lên đầu bếp hè. Hồi để chắc thôi nó tắt quẹo. Đây đây. Không tắt. Tắt không? Tắt. Mớp này mớp mình mớp già mà. Ờ chứ mấy gì anh ba. Trời than không à, dữ lắm than. Để hồi nào mình để cái dĩ lên để mớp luôn đi. Nó lẹ lắm. Rồi về lấy một súng đi là cái quả trà than nè, rõ nè. Mình đó thì ổ khanh thì mới cá ruột phi nữa cái ngày. Cái đại gì nhắm vậy hết. Ồ, cái khét hả? Đâu, giờ anh lấy giùm tôi cái chéo, cái tô chéo, cái tô lứa đem tồn lặng tôi làm nó mắm luôn rồi. Để nó lột me vô nè. Nè, dội này nè, nè, cầm này thì mềm đi. Quất chưa qua hả chú Tư? Ủa sao nãy cụ cái lóc không để vô không? Cái lóc đó bị chết, giọng bị chết. Hú ơi. Qua đó. Trên cái để nó qua bên thanh chuyên gì biết thằng nào ấy. Để hai con đi bên đây con nhiên trả được trơn à. Thêm hai con bự nữa đi. Cả bốn con được rồi. Chiên chiên bốn con thôi không anh? Bốn con vừa đó. Bốn con là vừa. Con nữa bên kia đi. Còn nhiêu đó để dành ăn cơm đi. Ăn hồi nhậu không hết đâu. Cá đồng ở ngang bà con. Anh nhiên trả qua rồi. Đó. Ừ, đúng quá. Rồi. Xong. Cái gì vậy hả? Chà, hay quá ha. Chào bọn Quốc nha. Chào đây, thằng yêu. Đi. Wow. Đi nha. Ngày cá chơi ở bể chuối nướng là cá lóc chui chấm ớt. Cá lóc chui không chấm. Ủa còn mấy chấm ớt này nữa đây hả? Ừ, còn để cặp mé này luôn cũng được nè Quốc. Thấy dĩ này lên cũng để cặp mé ha. Để lên cặp mé luôn. Một trái nha. Hai trái nha. Đó. Thu tiền ta đó. Rồi gừng ăn trái nha. Trái mình nó không tính. Đó, cái gì? Khoan để anh tính gấp mấy trái me cho hả? Mắm lửa lớn lớn á. Mắm me. Để hầm trái điểm đây hay sao? Mình ngồi trên bàn đó được không? Đâu có nhiều người đâu. Mình có nhiêu nè. Không bú gì trời. Này điểm me dứ được cái gì? Ngồi thoải mái đi. Thì ngồi thoải mái đi. Cái điểm dưới đi. Không lăn cũng được. Chó, ngồi trên đi. Ừ, mình ngồi trên đó đi. Ngon. Quất mập đâu ấy được. Tội nghiệp mấy thằng bụng bự. 2, 4, 6, 8 người như vậy. Tôi đi chén ha. Tôi quay cho quay tôi... Lấy cái mâm bánh trời để vào một mâm luôn hả? Khỏi cái dĩa gì trời ha. Cái mâm bự để giữa luôn hả? Thôi để cái mâm giữa cái bàn đó được rồi. Để rau vòng vòng cái dứt luôn cái mâm đó đó. Lo ấy đi để mà chụm chưa mà. Rồi chơi chả gấp đã. Hồi nãy tại lửa nó cao quá cả nhà, mình để cho nó đỡ để lửa cháy không cháy. Cái phải cặp bên hàng cặp bên đây được luôn nè. À. Cái mớp đó nó dễ chín nóng gì lắm nóng. Mớp nó vậy đó, nó còn khô không có cháy. Bà nậu người tao rồi, đỡ rồi nè. Cháy vừa vừa thôi, cháy quá cũng dơ ẹt cấp này nha. Nướng vừa. Quá là lửa nó áp vô cá khét cá nha. Trước nha. Ừ. Điều nữa cho điều đi. Đừng để củi vô nữa. Đốt than đi, ấy than đi. Có, để ra ngoài. Cái giữa, cho than giữa. Vậy đó, đúng đời không hả chú Tư? Ừ, đúng rồi. Anh mà, coi đi anh mà. Cái chảo cá chiên mà anh sao à, anh mừ. Gần vàng bên à. Được quá chừng lửa ha. Chiên lửa vậy đó mới vàng. Phải mở nhiều rồi. Kêu mấy đứa lính nó mua giùm rượu ở khoa này bữa nay mấy lít. Bích lan ha. Bích lan đi. 3-4 lít gì đi. Hôm nay mồi hơi nhiều đó mua.
Vui bia. À, chín chưa? Chín chưa? Quá im mà, quá im. Quá im chưa? Tính đây, giờ lấy cái mâm lại mới được, tính đây. Lấy cái mâm. Chín không ra trời. Có, tôi trở lại. Ok không? Nó bự lắm đó nghe hổ. Lên đâu giữa trời. Cây nước, cây nước. Đây có nhiều nước. Đấy, cái thao nè. Gì đó. Con miếng lấy chuối để nha. Quá sôi à. Quên chừng nữa cả. Cá này mấy kilo rồi. Ừ, cá bự qua cắm câu qua tưởng đâu ấy ổ phanh nó bay xuống nó hốt chúng cái tàu dừa ha. Đó, tưởng đứt lưỡi rồi hả? Ừ. Vô cái tàu dừa liệt 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 trong tàu dừa. Bây giờ thấy hồng lửa lại cái cả nhà. Mình đó hồng lên luôn này hủ ơi. Đấy đó đeo luôn đi hồng lại. Hồng lên luôn hủ. Cắt cái không gì tiền trước hủ. Gì gì còn đâu cắt. Còn ở đứt hả? Trời ơi. Thứ gì mà chịu nổi thứ này. Khoan, từ từ. Nó dậy. Từ từ dậy vậy. Nó không dậy hả? Ừ. Không có một. À, lật cái là bà lưng lại, lật bà lưng lại. Chơi cái cho bà dưới trước đi thôi lật lại. À. Vậy nó rất là ngon tại bằng điểm nó hơi tối á cái này. Nướng không hay vậy? Chiên cái nướng vậy. Nướng thử rồi sao? Nướng lửa hàng ha, đừng nướng lửa ấy. Cửa hàng nó hơi hơi lại chín rồi hả? Sao rồi cái mướp này sao rồi chú Tư? Chín rồi đó, không chết là chưa à? Cái này nè. Chưa, cho bánh chín ra. Tôi chở này lại không hả chú Tư? Mình thôi. Đừng gấp. Ủa thì dư củi đó. Nướng ăn được không tại? Nướng lắm cái này nó nóng rồi, còn không Thành. Nó ngọt nữa. Ăn bậy bạ, đau bụng mình chết. Đau bụng chết luôn. Bụng nghe chín chín nha Thanh. Sữa không? Ai Hữu ơi. Thôi thứ gì chịu nổi. À, bữa nay anh em sẽ đỡ lên cái mâm này luôn nha cả nhà. Có lấy đồ lau không? Lâu quá. Được rồi. Hết rồi, lau rồi. Xịt vô rồi. Quất vô, xịt vô rồi. Hết, biết ngon. Nguội mới được ra đây, đừng gấp. Gấp mà hưng liền gấp. Cá ngon. Bên đây sắp sửa xong nha mấy bạn. Bên đây trở lại là cũng chín rồi. Màu hơn đó quá. Trời ơi. Bữa nay hũ cũng chở rồi đó. Cái mớp mềm nè. Ây da. Chín rồi. Ây da. Nước bế nhà cúng đi. Mua rượu chưa? Cái này nè. Sao không được ai đi mua rượu? Chưa có mời cúng vậy. Út Khanh nha, chạy xe bánh mua đi con. Tiền nè, lấy tiền nè. Ai cũng dành trả tiền hết trơn mà lấy hai người luôn. Cũng giờ Khanh nó thôi để tôi cũng thấy. Ờ. Tại nhà Út Khanh mà. Không ra lăng chứ. Anh trai từng sau anh trai cho tiền mua cái thùng hát này mừng dữ lắm mừng câu đi sạn à mua để dành có khách rồi anh em mình về cái mình vô trò mà chỗ này không có cho Út Thanh chở nữa đừng cho Út Thanh chở nữa cái này anh mời phải hủ cái thùng nha đưa anh mời giữ chở là chắc ăn anh mời chở thôi chứ em bỏ với nhà em à, em đi đi đâu á đừng cho anh chở em buồn em hát à, từ. Cái nào em đâu biết hát rồi để nhà em chỉ wow ông nướng đó cái nhà đó chắc ai chưa ăn ở vụ này đó cái tàn ong xém sáng tụi em đi bắt rồi chín rồi hổ ơi cá chê chín rồi đó hổ chín rồi chín rồi gấp ra đi chứ hết thuốc luôn rồi cả nhà thôi quá ngon hổ ơi ấy nó tại bằng đêm mình thấy nó vậy chứ nó không có khét nào hổ không lắm ngon cả nhà này coi vào sống lọt dư nữa ha lá chuối nãy ấy rồi bằng đêm mà cả nhà ơi đâu có gì nãy ớp lá chuối là chín trong lá chuối rồi tại vì mình ớp lá chuối nó cho nó chín trước á mình đem cho mình không lại cái là chắc lội nước nó đều lại ra cái là 4 kg ha
Cái này cỡ 4 kg chú ơi. 4 kg rồi, nước lại nước nó teo. Nước teo còn có ký rồi chú ơi. Không có nước nó teo rồi chú. Chú từ tiếu luôn rồi nha. Tại vì cá này nói chung là khoảng tầm khoảng chừng ký mấy 2 kg à. Ủa này chín hay gì à, hủ? Chín rồi anh Bự. Thử đi. Luôn hả? Chín không mày. Chết. Chín nhiều đó anh Bự. Cái nó đang sống được mà. Béo không? Béo không? Béo không? Béo béo. Cái đó ăn sống được á. Tốt, được. Có gì đâu. Ủa giờ em biết sao con cá trong trái mớp nó chín không chín trời. Trời ơi. Trời ơi nóng lắm nó lạc không? Chút cho luôn coi hủ. Gì vậy? Gì vậy? Gõ hay gì? Rồi chứ mình ra cái gì? Xong chưa anh em ơi? Rồi cho anh Mự đưa cái dĩa. Nó. Rồi. Được rồi. Nè dĩa này hủ. Ủa? Con dĩa này mình làm gì? Trời nó béo. Đừng có chiên. Rồi chín anh Mự ơi. Chưa mới chả bề à. Ôi 11 chân rồi. Như nữ dữ thằng à. Ê ê hủ mày để nguyên vậy luôn hủ, mày gấp ra mày hả xẻ ra hủ. Hả? Rồi hồi có ăn mớp ăn. Mớp đen có ăn nổi không? Mình nạo ở trong này mình hớp tại tới đây mớp có thứ gì cho nổi. Mớp này vô cái chèo kẹo mà nóng quá. Chú Tư dẹp con bên kìa. Đừng lặt nha chú Tư. Rồi. Gấp nguyên cho mớp luôn. Vậy. Mớp luôn. Ừ. Mớp luôn hả? Ừ. Dính nó đen không? Đầu đen ở dưới mà bề ngoài mà có gì đâu. Còn cõi da ở trong trắng bóng. Không lấy tay bóc hủ. Thứ gì chưa nói cả nhà. Cả nhà thấy đen đen vậy chứ cởi ở trong trắng bông ở lộm. Cắt ra cái trong cái trắng bông nha cả nhà. Lóc đồng. Giờ thử mình giở cái này lên luôn coi chú Tư. Giờ thử cái này nó banh banh cái kia xuống. À bỏ mấy con cá này qua dĩa kia đi cho Tú thôi nước không nó chạy nó dính cái này không anh Tú. Cái dĩa đâu? Ừ lấy dĩa kia đi. Còn cái dĩa kia đâu? Thôi để nước nó chảy ra nó dính mấy cá nó ăn được không? Thôi nói vậy chứ bỏ ở ngoài đây cả nhà bỏ chê gấp cái ra thôi quá. Bỏ cho mớp vô hội chảy từ lự cá chê luôn mặt luôn. Rồi, tuyệt vời nha cả nhà, rất là ngon nha. Ôi giời ơi, mình mập chưa ngủ. Chín chưa? Chín tốt luôn hết. Mập chưa rồi thứ gì mà chịu nổi thứ này. Rồi bé giờ chắc đó ao chồng chết luôn nha. Hấp nước ra hủ, lấy muỗng hấp hủ. Hấp hủ. Lấy muỗng múc. Kìa chú Tư múc thiệt kìa luôn. Múc thiệt kìa. Cái này ở Sài Gòn 50 ngàn chém rồi cho nổi. Thằng ơi có gì bằng. Còn ra hoa lại chú Tư múc hả? Đâu nha hả? Múc đây tôi đồn anh kia rồi. Đâu dính gì nữa. Bụi bay. Ngọt gì hết nó dồn cho nó hết. Dồn cho cái vậy đây nè. Cái này ở Đài Loan là người ta không có ăn cá đó. Cả nhà người ta ăn nước đó đó. Đúng rồi. Ông Tư không có ở Đài Loan mới về. Trời ơi cậu bằng cái này ăn cái trường sinh bất lão mà. Đâu hấp hưởng cái coi. Nóng nha. Ông này hồi vô dưới biển hả? Nóng nha. Nóng à. Xe chú. Hết thuốc rồi. Hết thuốc rồi, hết thuốc rồi, hết thuốc. Dữ lắm luôn rồi. Hết thuốc. Quay quay. Dữ lắm. Trời ơi mở cá không rồi mấy ba ơi. Cá này cái đồng rồi, cái này mập. Cá đó cá Bắc Kinh. Được rồi. Lực nở trời. Ô cá lóc cái dữ rồi. Nè bắt. Đem ông lên đây 200 gram. Kìa chú Tư ơi, múc nữa chú Tư ơi. Cái trái này giữ lắm nước chú Tư ơi. Giữ lắm nước giữ nước lại nghe chú Tư. Cái gáo về cơm chú Tư ơi. Còn cái gì bằng hút có chỗ nào mà có được món này vậy đó. Nó thiệt. Giữ lắm nước mẹ ngọt. Tu sâu vô trong đó nó có ruột nữa kìa. Từ nạo ra. Từ Ừ. Đúc còn muốn lúc trong coi chú Tư. Béo lắm nó béo. Quá chú Tư ơi. Trái mốc kia mấy nước giữ gà trái mốc kia. Mà ngủ không mạnh vô chúng ta. Thôi xin miếng là thôi mình xin là miếng không cho ăn hủ. Hả? Thôi xin miếng không cho ăn hủ. Ừ rồi đúng rồi. Ủa nãy giờ ông dưỡng dưỡng lại hay vậy? Chén đó đó. Chưa hết hả? Cắt cho mớp ra giờ anh cậy nước kìa. Thầy có hùng nữa đó nha. Thầy mua 4 lít thì hùng 6 ngàn nha. Trời. Tôi nghe thầy chứ à. Thầy hỏi thầy xác rồi. Chim lên, chim lên. Chim cái đầu bên đây lên nè. Chín chưa? Chín rồi. Chín rồi. Chim lên chú Tư, đừng cho chảy nước chú Tư, đừng hồi mình múc. Chín rồi. Chín chưa bà hủ báo? Chín rồi. Chín thì mình cắt luôn đi chứ, đợi trời nữa. Cắt đi, nhắc mày. Cúi đi, cúi đi. Xúc lên luôn đi. Đem lên luôn anh Mạc ơi. Cái này chiên hay nướng hả? Xúc tổ. Nướng. Thấy nó đèn vậy chứ cắt giờ ở trong trắng bông này cả nhà. Trời ơi, giữ lắm chú mớp này nước chú Tư ơi.
Thôi đúng bài luôn. Kề mở hấp cái hũ. Hấp bà. Cắt chỗ ra luôn hũ. Hấp bà. Ủa thấy con cá này nó chín chưa nghe hũ? Chín rồi. Nhấp thử cái hũ. Chín rồi mà. Đó, trái mớp mà nó còn dịu mà. Chín không? Dư chín. Ừ, không chín rồi bỏ lên đò nướng lại nha. Đâu mà nướng nữa. Không ai bỏ vô chiên. Chín vô chiên lại. Ngờ. Còn gì nữa mà ngay trời. Chứ từ làm một chén rồi trời. Mát chứ lắm à. Rồi chưa? Rồi. Rồi mình lên. Mát rồi, ngọt nữa. Đưa lên đi. Chừng đen, bỏ đen thứ tư. Ừ, bỏ đen. Nó sôi cả trăm độ cho mình. Đó là cái vỏ. Chú Tư rút hũ muỗng kìa chú Tư. Chưa há ra hũ. Không à, nóng lắm à. Trời ơi, để một cái chạy không kẹp à. Rồi đưa lên luôn đi anh mời ơi. Quay xong cái đồng. Quay xong cái đồng mà há hồng cho không kẹp à. Rồi 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 cho hũ đem lên coi. Mình không. Hai cái nữa đủ rồi, có hai cái dưới á. Hai cái tôi chưa dẹp lên. Quắc cũng à. Đi đâu à? Đi đâu à? Đi. Đi về coi quắc. Phóng quy tiêu quắc. Phóng quy tiêu. Trả lại. Là dạ, dính liền. Đó vậy? Trời ơi, không phát hiện kịp là cái ai đổ rồi. Con đem hoàng món mồi bén cả nhà. Thịt dê gì quá? Dê. Thịt dê. Dê nấu khoai cao. Dê nấu khoai cao với nước dừa. Đây cả nhà. Quá chừng lẩu dê đó. Lẩu dê. Này chắc mua cho mày nữa không? Đi căn sen về mua luôn cái đâu. Chắc chó lạnh đó bạn ơi. Để cho này trong này luôn được không? Cái gì? Dao á. Để ngoài không đi. Không, có gì đó đâu chắc. Đúng rồi. Rồi, rồi anh mừng ơi, lên anh mừng ơi. Để cho nguội nó dính rồi nè. Còn ba cái này để hồi cho hũ nó đem về đẳng dục cho cá ăn cả nhà. Anh mừng. Cho cá ăn. Đồ ai liền xuống cái phình bụng là giờ nó nóng rồi. Đâu có. Để vô thau nè. Gom vô thau nè. Gom vô thau đó đi hũ. Gom vô thau hũ. Hấp dẫn không cả nhà? Mình để đi hồi coi cái dầu qua thôi, mình để vô mình hâm nóng lại. Để gì? Buổi chiều của anh em nha. Quá trời mẹ này cá này vàng nha. Thấy chả có chiên nhạt không? Con nào ăn lấy nha. Nó gớt ăn mày phải tính nó còn thức. Alo cho nó chạy xuống đây nó nhậu chơi. Ở trên trước nữa đó. Nhậu luôn. Chim heo cho nó. Tại vì chiều nó còn nó mới vô mà. À. Bác sĩ. Cái này theo bán nha 500. Đúng rồi luôn ha chú Tư. Cái này bán 500 ngàn cả nhà mua không cả nhà? Dữ lắm thuốc rồi. Mà thuốc không mà. Trời ơi, cái mâm này. Đắt sáng này. 500 ngàn thôi nha. Cũng đi, cũng đi vô lên tính, làm gì đâu nữa. Đúng gì vậy? Dạ. Mấy ông tổ đồng tổ cá lóc tổ chuột. Tại bà cậu đất đai xin chạch ai đây về nhậu coi. Về nhậu mấy ông ơi. Ông bà phúc mặt ở ngoài. Ông bà ở đây. Khuất mặt khuất mày. Đấy đi anh mừng. À bây giờ gia đình mình cả nhà bây giờ cũng lên đấy cho nó có cái tình chiến hữu 3 tháng một nước thôi. Bữa nay là vô 2 3 vô. Bữa nay là chú Tư. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Vô thân ơi. Đây dạ. Cũng mày đông quá. Chào bác Thanh đi kìa. Đi nó ngày nhất đó. Nè. Đây nè Thanh nè, cho ly bự cái dầu của Thanh nãy đó Thanh. Ly bự xuống ly bự. Ờ cái chơi rồi rồi đó. Ừ nguyên luôn chứ. Ừ chạp nước sữa còn còn ở chỗ khác nó ăn nguyên cái thác thôi luôn, nuốt luôn. Mà rất là ngon nha cả nhà. Đây không biết dai ha. Ở đây em dắt ra dễ ăn tại vì cá là nó dai. Cá lóc nướng mướp. Hết thuốc rồi. Hết thuốc. Màu bén của khầy hả? Màu bén quá khầy. Thứ gì chịu nổi chứ. Cũng rất được chơi. Bóc. 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 Bạn. Ngọt. Muỗng gà trắng. Muỗng ra hủ. Thì nó khác là mà cho miền Tây mình là sống thọ hơn các tỉnh khác. Ăn đồ đồng đó hả? Chung ấy có, mà họ không có dầu, dầu không có. Chung ấy dầu muốn quý lắm rồi. Xin miếng là tốt. Ăn đi anh, trước cho anh em ăn mà. Đang cắt mà gấp kỳ quá rồi, chịu không nổi. Cây đi. Miếng mẹ chảy cho nè. Mời cả nhà nha.
Đưa đi chú Tân. Vô. 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 Cả nhà nha. 1, 2, 3. Vô. Cắt một nước miếng tôi chảy là ngợt ngợt sẽ cài. Miếng tay đi. Quá dài chú Tân. Cắt đuôi kìa. Quý vị cái chơi chú Tân. Cái chơi này nước mà còn gì nữa bạn. Trời ơi. Chết thầy, chết thầy. Gì vậy? Được thầy, nhảy đúng cho thầy. Nó ngọt, nó dai. Thẳng ra tay cắt luôn cái này. Cho anh em dễ ăn. Cắt nó bay cái mùi lên thơm luôn, cái ghê vậy ha. Vậy mới đã hay chú Tư. Có mấy cái trái mớp mình dục luôn hả? Còn đó chắc. Một chén họ đem cho cá. Nè. Nào rồi hả? Ở để nè, để đi chú tôi. Rồi cái này hút một cái ha là ba chí bùi tóc. Ngủ rồi khỏi tâm mệt. Giờ cũng mệt. Cái đồ ăn này luôn rồi. Thay vì cá thì nó ngọt hơn. Rồi hủ à. Nó động lắm đó. Vừa mớp nó ngọt hả? Ờ mớp ngọt. Thế toàn là cá không? Dạ. Ăn ở. Trơn ha. Còn vô để vô chén đi. Rồi để mặn hả? Để không có ướp gì cho nó vừa ăn nó rồi. Chấm. Khó chấm mắm. Ướp vừa ăn lúc. Được rồi. Mắm này hết hết thuốc luôn. Mày tư, mày nướng. Vô vô vô. Vô coi quá trời ngon. Vô 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 vô. Nhìn nhìn màu em. Anh Tú anh Hạnh Phúc kìa. Vô, vô còn Tú ơi. Vô đi bạn quá. Cái đó. Ở nhà nha. Cái đó cắt ngang 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 á. Nổi không? Thương cắt nổi không? Lội 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 lội. Gỡ ngoài cho anh Thanh Bình Dương với anh Tiến xem. Mà tối cũng đứt lửa cầu bay xuống này hả thằng? Bay xuống rồi chứ. Cái này thích lâu mình luôn á. Không lo cái chai đi ra mà khi ngoài giữa xong á, đừng có cá chắc bự rồi. Quấn vô qua lá cái tàu dừa. Rồi tay đây. Tôi về luôn. Rồi tốt gì ngủ đây Tú ơi. Anh em ngồi dậu chơi nha. Ừ. Cảm ơn nha. Nghỉ đi. Thì hết biết lâu mới nghe nói tiếng này. Nghe nói anh Tú anh bị mình thử nè. Đây nè cả nhà ơi. Tuyệt về ông mặt trời nha. Vô đi mấy anh em. Vô. Vô vô. Vô bên mạnh đi. Quá trời ơi. Cá khứ già thiệt chứ. Uống 2 ly rồi đó. 2 ly nè. Vô. 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 Vô thứ 3 rồi. Vô Thanh ơi. Ủa đồng vô ly nhỏ nhỏ không hả chú Tư? Em biết giờ đúng rồi đeo qua một đống đó. Vót nãy đeo qua như vót hết trơn không? Vót 2 cái ly bé. Úp lại đi. Dư rồi đổ đi mà. Úp đi. Úp đi. Úp 2 ly đó đi. Úp 2 ly rồi. 2 ly rồi nãy có lũ không à? Trơn qua luôn chú Tư. Chết. Ô, để ăn dữ lắm. Giật đi. Nãy giờ quắt, thử thôi chứ quắt. Chắc nước mướp cả. À vậy đó. Hấp hấp đi tôi. Ngon quá. Nãy có thử miếng này. Thử miếng hả? Là làm như cái món gì ăn món gì súp gì làm. Thanh luôn, thanh luôn. Súp nhà hàng không lại luôn. Súp cứ đầu qua nổi. Nấm tứ mà ông đẩy cái này ông nội tâm mày làm. Đem tắng mớp được tắng mớp hả bạn chén 50 ngàn hả ngàn chén 50 ngàn mà tính ra theo mình nướng nướng về móc cho chén 50 ngàn lỗ bún mớp bao nhiêu đó mà múc đâu được cái chén đâu thôi nãy em móc hết mớp bỏ rồi vô mời tất cả cô chú anh em trên kênh Tú Bất Chú Bất Chuột luôn nha còn nguyên hả ly thứ ba vô 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 hết 2 ly rồi đó quá rồi anh em ơi vô mà mạnh mạnh đi ớt rồi nè chú Tư làm chết nha có thiểm kìa có thiểm à đốt thành kìa cái gì đưa chết thành kìa thôi để đi đốt miếng này cái ăn ớt cay rồi ăn màu mạnh hơn mấy à gì không cay thôi chứ có thiểm thử súp hiểu hả ừ dạ đi không cảo 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 cảo
nó ừ, súp cua không bằng nữa bạn ơi. Trời ơi. Súp cua không bằng à. Chứ là ngon hơn, dữ hơn nhà hàng nữa hả? Nước cá nó ra rồi, con cá lóc rồi mình nước nó ra nước. Hôm bữa mình đi nhà hàng mình hấp nước súp đó đâu có lại nước súp của mình đâu. Thì là bữa nào mình làm nữa ha. Bữa nào mình làm nữa, làm mì giang như mới được nha. Ừ. Để con cá vô nước vô đi mấy anh. Còn nóng cái chiên nè, cái màu nhấp. Ăn cái cái chiên é nè. Hay lắm. Ăn gì biết mà chết ơi chú Từ. Ừ. Chú Từ nói sao? Bác sĩ sao? Năm bác sĩ tuyên bố là dân miền Tây là sống sống lọ quá. Sống lọ sao nhất. Cá đồng rồi rau muống rồi cua rồi lóc cho mình chúng giá mình dướng là giá không có ăn rồi. Giá ở miền Tây chứ nữa không rồi. Hay. Nó quá hay chú Từ ơi. Rồi này bồi dưỡng này nữa ha chú Từ. Cái này nó chạy lên cái cũng mạo hiểm lắm. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đây nè mình ăn cái kêu bằng cái gì? Đàn ông. À, đàn ông mà có con non nè thấy không? Ngon cực kỳ không? Rồi rồi mà mặt thì một tay rượu nữa còn gì bằng chú Từ. Béo ông Thanh bắt này được rồi chắc mời dẫn ông Thanh đi bắt thêm mẫu nữa quá. Thôi có mặt không bắt không lắm. Không có. Không rồi không mặt. Bắt ổ không dễ. Lớn không anh? Dạ, kiều miếu lên bắt. Mà lớn vậy nè ông Thanh? Lớn vậy là anh hả? Ừ. Bắt hay lắm hả? Trời ơi. Thấp không? Thấp, thấp chúng à. Thấp người ta bắt được. Thì nó cao hơn cái đọt cung đỉnh đó. Lớn lé bao chụm nó lại gì? Con non nó cháu dịch dữ lắm nha. Nó cháu. Lời sắm cái chị 4 á. Trời ơi. Sao mũi nó dài vậy nè? Dạ. Mấy cây cho dài tối là mày dưới mày đứt mày sơm mạnh lên vậy cái mày xây cái đứt nha. Mới rồi nhé. Rồi bắt đầu chạy. Nó thiệt. Bắt đầu chạy. Bắt đêm mà. Trời nóng với anh mười hả? Đúng rồi. Nó đứt ở trong cái cùi trong á. Nó đứt ở trong cái tàn ở trong á. Cái dĩ con á chứ không phải là đứt cái ổn. Đúng rồi. À, bằng đêm không thấy đường thì lội cái đèn theo. Cái tay nắm xe gì. Bây giờ. Bây giờ mới thôi chút đi. Đổ cái đèn. Em với anh Tú đi rồi anh Tú đứng. Thắp thắp đi mày đưa tao lấy cái tay tao chọn không nhà cái tao xoay ngay về đi về. Không có rồi tôi đứng rồi đây tôi chọn ngay mình anh Tú không à cho anh Tú chọn. Làm nhòi. Mày dám đứng chọn tao cũng dám đứng cho mày thôi. Ừ. Cái đường đó xe xe vừa đấy được không ạ? Nó đâu có nhà tao không? Đi qua bên chùa luôn mình mượn xe đó mình chở đi thẳng thôi à. Có đường điện nó bay lại ánh sáng luôn. Được cái xe nó cứu vô được đâu. Nó bay lại người rõ người kia đâu. Bay cái đèn á, bay cái đèn rồi. Thôi giờ có mọi có rượu uống nè không có gì. Rượu. Rượu. Nói gì không? Nó dùng vòng cạn ăn chứ. Rồi hả? Uống vậy mới được chứ. Trời ơi. Chết nè. Lấy tôi mà lộn nha. Căn thủ quá trống lối không gì nữa kìa. Quá trống hồng lên. Tết hả? Nè tết hả? Cái ly này nhỏ quá à. Không có đã đâu. Chú Tư uống. Chú Tư nói mò còn hơn tết nữa. Vậy là chia làm hai chú Tư. Tết thờ. Tôi cũng có chặt rồi đó. Rất là... Vô. Trời giấc ngon phải nhạt. Vô. Mình ốp cái bể chuối đó, nướng trước á. Con cá trời nó chín trong nó hầm nó chín trong á. Hồi cái than nó giờ lửa nó hết chứ còn than á cứ mình đem cho mình nướng than lại. Giấc mau. Mình bánh mình đem nó lên lại cái. Nóng. Cái bột than hướng cầu than hồi hết này. Nhưng mà chín ngọt quá. Gom than lại cho. Than về để củi vô để cháy. Ừ, cái bây giờ nước quá trời nữa thì chúng tôi ra múc lên múc lên ôi ôi nước mày bỏ gì nó hả? Ủa còn trái này đâu trái ra rồi dưới trời lùm lên. Ủa sao ai bỏ nó rồi trời ơi nước nãy giờ tôi để đi mình tặng cho nó cho nước mà dữ lắm chú Tư ơi nước mẫu quá ui đừng nghe nghe đi đi uống nước xong cho lấy cái bầu quá nước mà lấy nước uống lại đủ lắm. Thiên nhiên rồi nha. Thiên nhiên. Thiên nhiên. Chừng 2 muỗng. Mới ngon cái hộp á. Cái hộp á. Mát. Hộp thịt thịt đó. Nãy giờ tôi chừa mấy ông đó cho tôi húp cái một hấp rồi. Ngon. Có nhiều rồi húp cái một hả? Tôi nhiều húp cái một là xong. Ngon quá chừa mấy ông đó. Người ăn miếng cho anh em biết. Thế nên cho mấy ông này húp được.
súp đó anh em ơi, súp cua ở nhà hàng mình. Cái này là súp mướp. Sa đen mà. Cái này mình nêm vô miếng nước mắm là ok. Ở nhà hàng ta đem tô còn mình đem chén à. Vô được nhiều. Vô mình chắc đi. Vô. Nêm vô chút hành chút tiêu một cái. Ba đi trước không cậy. Chú Tư chứ. Ngon lành đâu mấy anh ơi. Cá lóc ngon chú Tư ơi. Mấy ông ở miền Tây nó vậy, dân Sài Gòn nó mẹ luôn trời. Giờ mồi màng quá trời rồi cả nhà ơi. Tính kết thúc clip mà uổng quá. Mà kết thúc lên rồi. Được rồi. Còn cái vô cái ngon anh. Vô cái bạn. Dài. Đưa vô cái miệng ra chấm vô mắm me thứ gì mà chưa nổi ha. Vô á. Trời tưởng đưa vô hết trơn nha. Vô. Vô gốc trời. Trời ơi quay nó gốc đúng ngon. Hết hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái cót cho nó cạn luôn cái cơn luôn quá. Hả? Cái cót cho cạn cái coi cho khán giả coi coi. Thấy có sao không? Tối mà có nghe. Hai mặn chứ hả? Tối có sao nha. Cho từ cái này mình vô một cái nữa coi. À, vô đây anh bác anh ơi là nãy giờ tôi tính uống nguyên ly rồi. 1, 2, 3 vô. Mời cả nhà. Có mà uống nguyên ly mới ngon. Thôi giờ cũng tối rồi cả nhà ơi. Em cũng xin phép kết thúc clip nha. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Chúc cả nhà hôm buổi tối ngon giấc và vui vẻ bên gia đình và người thân cả nhà ơi. Bye bye mẹ nè. Bye.